xin chào các bạn. Bạch Ngọc Sách xin phép giới thiệu đến các bạn một tác phẩm của vạn vật thánh địa, bộ truyền Thiên Mệnh Khả Biến của tác giả Hát Long. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp chương 7, ẩn nhẫn chờ thời. Đã lâu rồi, Thiên Anh không còn cảm xúc với người khác giới, hắn cũng không có cảm xúc với người cùng giới, hắn không có bạn bè, không có người yêu. Tuổi thơ của hắn phải mang nặng quá nhiều thứ, vì bố mẹ hắn không cam lòng và bố mẹ hắn mong muốn hắn không cam lòng mỗi sáng hắn đều duy trì thói quen của mình chạy bộ từ nhà đến trường và tới sân lại tiếp tục chạy bộ từ nhỏ đến lớn bố mẹ hắn không cho hắn quá nhiều thời gian riêng tư quá nhiều không gian để hắn giải tỏa chỉ có chạy bộ đó là quãng thời gian duy nhất để hắn giải tỏa tâm trạng bản thân mà bố mẹ hắn không phản đối hắn luôn nghĩ lúc chạy nghĩ những ý nghĩ của riêng mình bởi vì khi dừng lại hắn không còn được phép nghĩ cho bản thân nữa mà là nghĩ cho những ý nghĩ của người khác bắt hắn vì vậy mỗi sáng hắn lại chạy sáng nay nên ăn gì à hôm nay ta thích ăn phở con chim kia hót nghe vui tai thật ta cũng muốn nuôi một con bức thư mà cô bé hôm nọ gửi ta cũng chưa đọc trong đó viết gì nhỉ thư khiêu chiến chăng và nhiều ý nghĩ quan trọng hơn nữa những suy nghĩ càng quan trọng, hắn lại chạy càng nhanh, vừa chạy vừa lên kế hoạch cho cả ngày hôm đó. Khi hắn chạy đạt tới nhanh nhất, suy nghĩ của hắn đáng sợ tới mức không ai dám hình dung, bởi vì hắn là một sát thủ. Khu phố viên chức chi là 12 khu phố, nằm bên bờ sông Dụ Hải. Con sông này nối cảng biển với trung tâm thành phố, tàu bè qua lại nhộn nhịp. Các khu phố được đánh số từ 1 tới 12 khu phố số 1 cũng chính là trung tâm hành chính của cả thành phố. Trên con phố số 8, ẩn chứa một bí mật, tòa nhà số 2, 4, 8, ngõ số 3 là một tòa nhà ma, bởi không ai sống trong đó, nhưng người ra vào lại luôn tấp nập. Trước ngõ số 3 là một quán trà đá, 8 giờ sáng, một thanh niên mặc áo hoodie trùm kín đầu chạy bộ qua khu phố, rất tự nhiên ngồi xuống quán trà gọi một cốc nhân trân. Thanh niên nhìn lên biển bán nhà trước ngõ. Bà chủ này, cháu muốn xem qua nhà thì liên hệ với ai?" Cậu thanh niên hỏi. Cậu cứ vào nhà 246 gặp ông Tô. Cảm ơn bác." Sau đó thanh niên bước vào hẻm, những người khác trong quán trà nhìn theo cậu tới khi khuất bóng. Dưới tòa 248 ngõ số 3 đường số 8 là một tầng hầm. Tầng hầm này chính là trụ sở của công ty Hắc Long. Hắc Long chuyên buôn bán vật tư đặt trụ sở tại Hải Thành, cảng biển lớn nhất cả nước. Nhưng không ai biết tầng hầm này mới chính là trụ sở chính của công ty. Hàng nước bên ngoài cũng chính là những người gác cổng. Mỗi một loại khác kiến thăm đều từ một nguồn nào đó biết được loại mã của riêng mình. Tùy vào từng loại mật mã mà người gác cổng tiếp đón một cách khác nhau. Dưới tầng hầm, cửa thang máy mở ra, một thanh niên trùm hút đi bước vào. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một bàn làm việc và một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn. Ông ta mặc vết và để ri mép, đang bưng một tách trà thổi phù phù. Sau đó, ông ta cầm cái tách xoay tròn theo chiều ngược kim đồng hồ. Trên bàn là bộ ấm chén còn đang bốc khói. Cậu thanh niên bỏ mũ trùm đầu xuống, chính là Trần Thiên Anh. Hắn quỳ xuống, tay phải đưa ra trước ngực, tay trái chấp sau lưng, đội trưởng đội những giả số 3, Thiên Anh tham thượng. Người đàn ông ri mép ra vẻ hài lòng, liền diêm đôi mắt. À, chuẩn rồi, gã tự nhủ, như vậy mới là đúng bài. Gã đam mê văn hóa đảo quốc Phú Sơn, nào là trà đạo, nào là ninja. Gã thật lòng muốn có những thứ như vậy, nghe mới oát làm sao. Trà đạo thì gã học không đâu vào đâu, nhưng đội ninja này thì gã vô cùng đắc ý. Không chỉ bởi thực lực, mà quần vị cung cách cư xử mà gã rèn giũa nào là phải xưng đội trước rồi mới xưng tên nào phải hộ tham thượng chứ không phải tham kiến rồi quỳ ra sao chào hỏi thế nào ui cha thật là tuyệt tác thiên anh à chuyện học hành sao rồi thưa giám đốc vẫn khá tốt ạ à. ừ về phần học bổng ta cũng có đề cập với phía tổng công ty tháng sau sẽ bắt đầu xét duyệt Ký tổng công ty có liên hệ với nhiều trường đại học Kinh Đô, với tư chức của cậu chắc chắn là có thể được. Tạ ơn giám đốc. Người đàn ông lại nhìn kỹ Thiên Anh một lần nữa. hắc Long là một trong số các công ty đặt mối liên hệ với trường Kinh Ngư. Ngày nay, anh Hùng đề xuất học viện. Từ học viện tuyển mộ người là cách làm đơn giản nhất. Bản thân Thiên Anh cũng được tuyển mộ từ năm lớp 7, cũng có thông qua một số quan hệ qua đào tạo tới bây giờ thành tích tại trường học của hắn càng bắt mắt, thân phận thực của hắn lại càng kín đáo. Bốn năm hoạt động rồi, Thiên Anh biết mình phải trải qua khảo sát cũng khá nhiều mới lấy được diện ký giám đốc như vậy. Bản thân hắn cũng không biết tên giám đốc, không rõ mục tiêu tổng thể của Hắc Long, cũng không biết tổng công ty là như thế nào. Hắn chưa bao giờ thắc mắc, chưa bao giờ có nhu cầu thắc mắc. Hắn chỉ có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, đạt lấy cao tầng tính nhiệm. Người đàn ông khẽ nheo mắt, thanh niên trước mặt gã, quá phù hợp để là một những giả, có tài năng nhưng không vội vã, ẩn nhẫn tới đáng sợ. Gã đã cố trì hoãn học bổng của hắn, nhưng hắn suốt một năm nay không hề sốt ruột, từ sinh hoạt cho tới công việc, bảo trì nhiệt độ như thường, gã không sợ hắn như vậy. Có một thuộc cấp biết ẩn nhẫn cũng không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Xét cho cùng, bất cứ kẻ nào có tham vọng đều ẩn nhẫn. Chính gã cũng ẩn nhẫn, gã cũng có một tia đứa leo lên và cấp trên của gã cũng vậy. Chừng nào gã còn bảo đảm được quyền lợi cho tên thanh niên trước mặt, gã tin mình còn sai khiến được hắn. Ừm, vậy về nhiệm vụ hôm nay. Nhiệm vụ hôm nay như thế nào xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 8 Thách Đấu. Thằng Cường thất hồn lạc phách mấy hôm nay rồi, cơm ăn không hết, ngủ không đúng giờ, mẹ nó cũng nhìn ra. Mẹ nó là một mụ béo núm nính chuyên phân phối hàng khách khu cảng. Ngày xưa cũng là một nữ giang hồ khét tiếng. Phụ nữ càng quyền lực lại càng tinh tế. Mẹ nó lườm bố nó. Đấy là sau bữa tối, bố nó phải lôi nó ra ngoài đập cho một trận. Truyền thống nhà nó là vậy. Hai bố con nói chuyện bằng nắm đấm. Đàn ông con trai không có ủy mị, nhất là chuyện nữ nhân. Ngày xưa để tán được mụ béo phương phối hàng này, bố nó cũng đã phải chém nhau một trận máu lửa oanh động khắp cảng. Nó lại càng phải như thế. Đêm đó, thằng Cường một bên mắt còn chưa khỏi, mắt còn lại đã sưng hút, ngồi cắn răng, viết một bức chiến thư. Ngày hôm sau, đúng lúc Văn ngồi học bài với Linh, nó bước vào. Văn, mày ra đây. Văn hơi nhen á. Linh đứng phát dậy. Bạn Cương, bạn lại định làm gì? Không có gì, không có đánh nhau gì đâu. Tôi, tôi chỉ muốn nói chuyện với hai thằng đàn ông. Linh lườm thằng Cường, bằng thở dài, đứng dậy bước ra ngoài. Đánh nhau sẽ làm mẹ nó phiền lòng. Nó sẽ không đánh nhau nữa. Nếu thật sự là bị vây đánh, nó sẽ gọi bảo vệ. Đối với bậc tiểu học, nhà trường quản giáo vẫn khá là nghiêm khắc. Thằng Cường đứng trước mặt Văn, Hai mắt nó thâm si, không khác gì một con gấu trúc. Nó chì tay, cứ cho Văn một phong thư, đi thư đỏ lòm như màu máu. Cái gì vậy? Văn cũng ngạc nhiên. Thử thách đấu. Thách đấu? Thách đấu cái gì? tỷ thí. tỷ thí là gì? Tự dưng sử dụng từ xến rúa như vậy, Văn cũng không quen, niệm Văn của nó rất thấp. Là đấu võ. Ai đấu võ ai? Mày tỷ thí với tao mẹ kiếp sao mày hỏi lắm thế một tháng nữa sau khi kết thúc kỳ thi nếu tao thắng mày không được đi với linh nữa văn gãi gãi đầu nhìn thằng cường một cách kỳ lạ nó nói tốt nghiệp rồi tao cũng đâu cần học nhóm nữa im mồm nghe tao nói nốt bất kể ai thắng tao với mày coi như không còn hận thù gì nữa văn lại nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ tao với mày có hận thù gì thế thằng cường suýt cắn cả vào lưỡi nói chuyện với thằng đần này không khác gì tự ngược đãi bản thân mày là từ trên trời rơi xuống hay sao vậy chậm hiểu cũng phải có mức độ thôi chứ suốt ngày kè kè với thiên thần của tao còn đánh tao sưng mặt vậy mà cũng không gọi là hận thù chẳng lẽ mày vì tha như ông bụt mà dù mày có vị tha tao cũng không có à tao suy nghĩ trong đầu không nói nên lời cường chỉ có thể trợn mắt nhìn thằng đối diện Văn cũng rất chịu rồi. Nó thật sự không biết hai đứa men thù oán gì, không biết vì sao mình bị vây đánh. Mà vây đánh thì nó tự vệ thôi, nó cũng không có lý do gì để trả thù. Mà không phải đánh nhau thì tốt quá rồi. Mọi người hiền hòa với nhau một tí không phải là hạnh phúc sao? Nó đành nói. Tao không biết là có thù hận gì, nhưng nếu mày cũng không muốn có thì coi như là không có đi. Nói xong nó quay vào. Thằng cường tức quá dậm chân. Dừng lại mày mà không chấp nhận tỉ thí thì thù hận này không bao giờ chấm dứt. Sao kỳ vậy? Không đánh nhau thì đỡ có thù hận chứ. Tao không biết, tóm lại là tao với mày tỉ thí, sau đó tao mời mày uống nước, sau đó tao với mày khoác ba nhau cười ha ha, thế là xong. Thằng Cường thật cũng không biết nói làm sao, hôm qua bố nó đã giảng cho nó, trai Đức cản tính cách giang hồ, bao nhiêu thù hận, đánh nhau một trận là lại kết bằng hữu, ngồi khoác vai nhau uống chén rượu rồi lại cười ha ha. Nó nghe mà cảm thấy thật là thi vị. Đúng vậy, đàn ông thì phải sản hóa như thế. Mỗi tội nó không văn vẽ được như bố nó, nói chuyện cũng không đầu, không đuôi, đặc biệt là cái thằng oắt trước mặt thì lại không sản khóa tí nào. Lúc này, các lớp khác đã chạy ra xem, nghỉ ôn thi. Số lượng học sinh đến trường cũng đông, thằng Cường lại oan oan như vậy. Đã có một đám chạy ra vây quanh hóng hớt bảo vệ thấy vậy thì cũng ra xem nhưng nếu là thách đấu thì lại thôi học sinh thách đáo nhau làm cái đơn xin sử dụng nhà thể chất là được nhà trường cũng sẽ cử người làm giám khảo thằng cường không để ý giọng mình lại to đến thế mặt nó đỏ bừng không còn đường lui nữa rồi linh cũng nghe thấy hết những gì nó nói thực ra cô bé cũng vô cùng cao hứng phụ nữ mà thấy đàn ông đánh nhau vì mình thì ai chả hãnh diện cô bé cảm thấy cần khuyên bảo hai đứa vài câu nè cắm miệng chuyện của đàn ông phụ nữ đừng xen vào thằng cường quát linh bỗng cảm thấy mất hứng lườm thằng cường một cái làm tâm hồn nó nguội ngắt cô bé chả có hảo cảm gì với những thằng gia trưởng cô bé vốn là tiểu thư càng vàng lá ngọc trong nhà nâng niu còn chưa hết chết cha lỡ mồm rồi bố nó vẫn hay quát mẹ nó như vậy mà mẹ nó có phản ứng lại đâu Trẻ con vốn là tấm gương phản chiếu từ bố mẹ. Ừ, vậy thì tỉ thí đi. Thật hả? Ừ, rồi tao nhận thua. Ơ, ừ, cái thằng mặt dày. Văn ngơ nghe, nó lại thấy khó hiểu rồi. Mặt mày nhiều mỡ hơn tao mà. Thằng Cường điên tiết rồi, nó cảm thấy cái thằng nhóc trước mặt mình muốn gì nó xuống ngối sau của nhục nhã. Từng lời nó nói như tát vào mặt mình, lại trước bao nhiêu người thế này. Cường đã trả giá quá nhiều rồi, giờ mọi người biết nó thích ai, đến cả thiên thần cũng ghét nó, nó không còn đường lui. Tỷ thí công bằng, sẽ có thầy Kiên làm trọng tài, đánh đến vừa đủ là dừng tay. Nếu mày thắng, tao sẽ cho mày học bổng của tao, còn dẫn mày đi uống nước. Nếu mày thua, tao cũng không đòi hỏi gì hết. Nếu mày từ chối thì tao vẫn sẽ chặn đánh mày. Mày đầu hàng, tao cũng sẽ chặn đánh mày. Đàn ông đứt cản, ngon thì tỷ thí một trận thầy kia nghe nhắc tới tên mình thì cũng bước ra hóa ra thầy cũng không hớt nãy giờ gì chứ thách đấu là thầy mê lắm cả lũ thấy thầy giáo là lại dạt sang một bên ok thầy đứng ra làm trọng tài hai em thoải mái ra tay nếu có nguy hiểm thầy chắc chắn sẽ can thiệp Văn thở dài có một thằng mập hiếu chiến thì cũng thôi đi thêm cả ông thầy búa xua nữa mà nó từ chối thì vẫn bị chặn đánh đồng ý thì cũng bị đánh nó chả mơ mình thắng được thằng cường để mà lấy học bổng nó chỉ mong mình ăn đòn cũng không quá thê thảm nó cầm lấy phong thư mở ra xem hết chữ như gà bới bất đắc dĩ gật đầu đúng hai giờ chiều ngày một tháng bảy tới phòng thể chất tao đợi đám vây quanh nhau cách tiểu học ít thấy ai thách đấu nhau bao giờ các môn học còn chưa phân cấp rõ ràng học sinh cũng chưa có năng lực gì đặc biệt. Họa hoàng lắm mới có vài đứa múa may một môn võ. Đánh người có khi còn đau tay mình chứ nói gì tới thách đấu. Lập tức có đứa tạo sự kiện trên mạng của trường rồi, thông báo cho bạn bè biết. Một tháng bảy này, có tỷ thí.